Hello quý vị và các bạn thân mến, chào mừng các bạn trở lại kênh của Tony. Bây giờ là sáng thứ bảy ngày 15 tây tháng 1 năm 2022. Chúc quý vị và các bạn một ngày thứ bảy, một cái cuối tuần an lành, mạnh khỏe và hạnh phúc nhé. Trở lại các phần tin tức của sáng ở Mỹ ngày hôm nay, Tony xin phép được chia sẻ và cập nhật những cái thông tin nóng nhất, mới nhất về tình hình của nước Mỹ, về cuộc sống của người dân Mỹ và những sự kiện gây cấn nóng bỏng nó đang xảy ra, bao gồm những nội dung sau đây. Nội dung thứ nhất, một thông tin buồn cho người dân tại tiểu bang California nói chung, đặc biệt người Việt, những ai hợp pháp sẽ bị đóng thuế, và thống đốc California sẽ sai tiền thuế của người dân hợp pháp như thế nào. Ông ta chơi lớn rồi các bạn ơi. Nội dung thứ hai, lại một lần nữa TT Mỹ chú Bảy đã hứng một cái thất bại nặng nề từ tòa án tối cao pháp viện. Đó là những vấn đề mình sẽ chia sẻ sau đây, mời các bạn theo dõi. Cũng như thường lệ, nếu các bạn thấy thông tin nó hay, nó hữu ích, please đừng ngần ngại bấm nút chia sẻ để bà con chung quanh chúng ta cùng nhau cập nhật, và đừng quên để lại một cái like, viết vài chữ bình luận để ủng hộ tinh thần cho Tony và channel. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Sau đây mình sẽ đi vào cái nội dung thứ nhất, nó liên quan tới một cái nơi mà nhiều người Việt sinh sống nhất ở hải ngoại, đó là tiểu bang California. Ông thống đốc vào ngày hôm qua mới vừa ra một cái quyết định, ông ta sẽ chơi lớn, và cái chuyện chơi lớn này của ông ta sẽ ảnh hưởng nặng nề tới những người hợp pháp đi làm đóng thuế, còn những người di dân bất hợp pháp sẽ có lợi, sẽ được lợi. Nó như thế này nè các bạn, thì trong cái thời gian vừa qua năm 2021, tiểu bang California đã thu được ít nhất 25 tỷ Mỹ Kim tiền thuế, tức là một cái con số cao nhất từ trước đến nay, cho dù tiểu bang California đã đang trong thời đại dịch, nhưng tiểu bang này đánh thuế người hợp pháp, đánh thuế người đi làm, đánh thuế tất cả, nói tóm lại là thuế tất cả những gì ở trong cái tiểu bang đó, cho nên đã thu được một cái con số mà chưa bao giờ có trong cái lịch sử của tiểu bang. Và cái con số này ông ta sẽ làm gì sau đây, mời các bạn nghe nhé. Thì với cái doanh thu của tiểu bang California cao nhất từ trước đến nay, cho nên vào ngày hôm qua ông thống đốc Gavin Newsom đã ra một cái kế hoạch như thế này, công bố một cái kế hoạch như thế này, là sẽ xài khoảng 2,2 tỷ Mỹ Kim tiền thuế mỗi năm, tiền thuế mỗi năm các bạn nha, để chăm sóc sức khỏe cho những người di dân bất hợp pháp và những người di dân có thu nhập thấp, tức là nói nôm na như thế này. Ok, trong cái thời gian dịch vật vừa qua, ok, ông ta đè người dân ở Cali ra đánh thế, và bây giờ ông ta thu được thế nhiều quá, và ông ta giờ ông ta không biết xài cho cái chuyện gì. Rồi ông ta sẽ lấy cái tiền thuế đó, ông ta sẽ cho những người di dân bất hợp pháp, chăm sóc sức khỏe cho những người di dân bất hợp pháp để làm gì? Tại vì cuối tháng 11 này là sẽ có một cái cuộc bầu cử giữa mùa, cho nên các bạn biết rồi, đảng DC thì lúc nào cũng vậy, lấy những cái lá phiếu từ những người di dân bất hợp pháp, cho nên ông ta phải dùng những cái chiêu tiền này ra để lấy được những cái lá phiếu đó, cho nên những người đi làm hợp pháp đóng thế càng ngày sẽ càng bị đóng thế nhiều thêm, nhưng quyền lợi thì ngã về người di dân bất hợp pháp. Và bên cạnh đó thì ông ta còn tuyên bố ông ta sẽ đè những người nào có income cao, những người nào giàu, những người nào nói tóm lại là khá giả, thì ông ta sẽ đè ra đánh thế nhiều hơn những người nghèo là một chuyện. Và cái kế hoạch mà ông ta công bố vào chiều ngày hôm qua, nếu nó trở thành luật thì sẽ có khoảng ít nhất 700.000 người di dân bất hợp pháp sẽ được hưởng cái quyền lợi này từ cái kế hoạch này. Đó các bạn thấy chưa, hơn 700.000 người di dân sẽ được bảo hiểm sức khỏe, sẽ được tiền, sẽ được này, được nọ, được kia. Nhưng những cái đó là nó đến từ người hợp pháp đi làm đóng thế. Rồi đó là cái nội dung thứ nhất. Nó, thì dĩ nhiên là nó sẽ ảnh hưởng đến người Việt Nam của chúng ta ở bên đó. Tại vì người Việt Nam ở bên đó rất là nhiều. Và đặc biệt những người hợp pháp đi làm đóng thế thì đa số người Việt Nam mình toàn là người hợp pháp không ạ các bạn. Đó, thật cho nên phải đè lưng ra, cài để đóng thế, để làm những cái, để cho ông này ông xài tiền cho những cái việc này đó các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào cái nội dung thứ hai, nó liên quan tới tình hình của nước Mỹ, đặc biệt là tại tòa bạch ốc. TT Mỹ chú Bảy mới vừa hứng một cái thất bại nặng nề, một ngày đen tối cho TT chú Bảy từ tòa án tối cao pháp viện. Mời các bạn nghe chi tiết nhé. Rồi trong cái thời gian vừa qua,
Trước khi chú Bảy lọt vào được tòa bạch ốc thì chú Bảy giơ tay lên nói là tôi sẽ không bao giờ bắt buộc người dân Mỹ làm một cái điều gì hết. Và tôi cũng không bao giờ ra lệnh cho nước Mỹ bắt buộc một cái điều gì hết. Nhưng sau khi chú Bảy lọt vào được tòa bạch ốc và ngủ trong tòa bạch ốc thì chú Bảy đã quên hết những gì chú Bảy đã hứa. Thì trong cách đây khoảng 2 tháng, chú Bảy đã ra một cái lệnh bắt buộc đã làm cho hàng triệu 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 người, người dân bình thường, người lao động, các chủ công ty và cả luôn những quân lính Mỹ, quân đội Mỹ cũng đã phản ứng rầm rộ vì cái lệnh này của chú Bảy, đó là cái lệnh bắt buộc chích ngừa. Nó đã làm cho hàng triệu người sất bất sang mang vì cái lệnh chích ngừa này của chú Bảy. Cả luôn những cái nơi mà hang ổ của đảng DC, cả luôn những người mà đã từng bỏ phiếu cho chú Bảy cũng đã bắt đầu quay lưng lại và phản đối cái lệnh này. Rồi, vào ngày hôm qua, chú Bảy đã nhận một cái thông tin cực sốc, cực buồn và thất bại nặng nề từ Tòa án Tối cao Pháp viện. Đó là Tòa án Tối cao Pháp viện đã bác bỏ cái lệnh bắt buộc chích ngừa này của chú Bảy đối với những cái công ty nào mà có trên 100 nhân viên. Tại vì chú Bảy nói những cái công ty nào có trên 100 nhân viên thì người chủ công ty đó phải chịu trách nhiệm là 100 nhân viên đó phải chích ngừa thì mới được đi làm, còn nếu không thì sẽ bị ở nhà. Cho nên nếu tất cả những cái công ty này mà nghe lời của chú Bảy thì hàng triệu 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 người sẽ thất nghiệp ở trên cái đất nước Mỹ này, nền kinh tế sẽ sụp đổ là điều thứ nhất. Điều thứ hai, chúng ta sẽ bị ảnh hưởng nặng nề trong cuộc sống vì không có hàng hóa để tiêu xài, để mà cho chúng ta xài trong cuộc sống hàng ngày. Tại vì không ai đi làm hết thì không có sản xuất thì dĩ nhiên không có hàng hóa các bạn ơi. Cho nên cái lệnh của chú Bảy nó sẽ ảnh hưởng ghê gớm đến kinh tế, cuộc sống người dân Mỹ và người dân Mỹ. Cho nên Tòa án Tối cao Pháp viện đã có 3 ông là yes nhưng 6 ông thì no. Cho nên cuối cùng thì chú Bảy đã hứng một cái ngày đen tối và hứng một cái thất bại nặng nề từ Tòa án Tối cao Pháp viện. Các bạn ơi, các bạn à, may mắn quá, nếu mà cái lệnh này mà nó thông qua thì ít nhất 84 triệu nhân viên người dân Mỹ ở trong cái đất Mỹ này sẽ bị thất nghiệp và sẽ bị coi như là nhà tan cửa nát. Tại vì không có công ăn việc làm thì gia đình sẽ đổ vỡ và con cái sẽ không có được đi học đi hành. Nhưng mà cũng may mắn quá, Tòa án Tối cao Pháp viện cũng đã bác bỏ cái lệnh này rồi. Bên cạnh đó thì chú Bảy cũng nhận một cái thông tin cực buồn từ cái quốc hội của chú Bảy, đó là chú Bảy định chơi cái lực rừng tại quốc hội, tức là số nhiều thắng số ít. Tại vì trong cái thời gian vừa qua, chú Bảy đang chuẩn bị thông qua một cái dự luật nữa. Nhưng phải 60 trên 40 thì mới được thông qua. Và chú Bảy yêu cầu các thượng nghị sĩ dân chủ tại thượng viện á là bác bỏ cái lực chơi đó đi. Bây giờ chơi số nhiều thắng số ít, nguyễn sao số nào cao hơn thì mình bóc cái số đó ra là mình lấy làm kết quả. Nhưng đã có 2 ông thượng nghị sĩ của đảng Dân Chủ cũng còn tình người, cũng còn tính người, cho nên không nghe lời của chú Bảy, nói no, tôi không bao giờ bác bỏ cái lực chơi đó. Cái lực chơi đó phải được giữ trong thượng viện, tức là phải 60 trên 40. Cho nên chú Bảy mới vừa nhận một cái vố đau bên cạnh cái thất bại nặng nề từ Tòa án Tối cao Pháp viện, là tại vì chú Bảy định chơi lực rừng nhưng chú Bảy chưa có được chơi. Rồi sau vài phút nhanh gọn lẹ buổi sáng ngày thứ Bảy, Tony cập nhật và chia sẻ những cái thông tin nóng nhất, mới nhất về tình hình của nước Mỹ, về cuộc sống của người dân Mỹ và những cái sự kiện gây cấn nóng bỏng nó đang xảy ra trong cái chính quyền của chú Bảy. Thì tôi này cảm ơn các bạn rất nhiều đã bỏ ra những giây phút quý báu để xem cái video này. Nếu các bạn thấy thông tin nó hay, nó hữu ích, please đừng ngần ngại bấm nút chia sẻ để bà con cùng nhau cập nhật. Và đừng quên để lại một cái like, viết vài chữ bình luận để ủng hộ tinh thần cho Tony và channel. Bên cạnh đó thì tôi này xin thông báo tôi này có cái channel thứ hai tên là Tony Lê Houston. Chút xíu nữa tôi này sẽ để cái đường link của channel thứ hai bên dưới phần bình luận, cô chú bác click vào đó sẽ dẫn đến channel thứ hai, xem về nhà cửa, thức ăn, phong cảnh, cuộc sống người Việt ở Mỹ, xem cho vui, xem để biết, xem để giải trí. Nếu thấy hay, thấy hữu ích thì cũng đừng quên bấm cái nút đăng ký và bấm luôn cái chuông của cái channel thứ hai để ủng hộ tinh thần cho Tony và channel nha. Have a good day, have a good weekend. Bye bye.